Mỹ nhân đẹp nhất Roland Garros đáp trả vì bị chê ăn mặc quá gợi cảm. Bạn gái xinh đẹp của Taylor Swift đã không thể lặng yên trước những bình luận mang tính nhạo báng của khán giả. Người đẹp Morgan Riddle đã mặc bộ váy tuyệt đẹp tới cổ vũ bạn trai thi đấu tại Roland Garros 2023. Nhưng sự có mặt của mỹ nhân này không thể giúp Taylor Swift giành vé đi tiếp vào vòng 4 của sự kiện. Swift đã có một khởi đầu thuận lợi trong trận đấu với Francisco Cerúndolo, thắng set đầu tiên với tỷ số 6-3. Tuy nhiên, anh không thể duy trì chiến thắng tại set 2 và 3. Có bước sớm ở set 4, nhưng Swift vẫn thất bại chung cuộc 6-3, 3-6, 4-6, 5-7, nhường vé đi tiếp cho đối thủ người Argentina. Thất bại của Swift khiến khán giả quay sang chỉ trích phong cách ăn mặc của Riddle, bạn gái tay vợt người Mỹ. Khán giả vào trang cá nhân của Riddle nhào báng cô. Một người viết, bạn trông đẹp hơn khi không trang điểm nhưng thật lố bịch và giả tạo trên khán đài. Bạn ăn mặc quá đẹp, đôi bông tai bằng vàng to đùng và tất cả những thứ đó không phù hợp với người đi cổ vũ quần vợt. Đó là trận đấu chứ không phải một bữa tiệc. Khán giả khác bày tỏ quan điểm. Không chịu ngồi yên trước sự chỉ trích có phần vô lý của người dùng mạng xã hội, người đẹp nước Mỹ nhắn tin đáp trả, đây là bữa tiệc của riêng tôi. Phản ứng có phần thái quá của khán giả cho thấy Roland Garros không phải nơi dễ chịu như Wimbledon. Tại Wimbledon 2022, người đẹp Riddle trở thành tâm điểm khi được người hâm mộ ca ngợi hết lời về vẻ đẹp và gu thời trang sành điệu. Riddle và Swift gắn bó với nhau được khoảng 3 năm. Trước khi gặp Riddle, Swift đã kết hôn với Raquel Pedraza, người yêu thời thơ ấu của anh và cũng là một tay vợt. Họ có với nhau một cậu con trai, Jordan, sinh năm 2007. Mặc dù cặp đôi ly hôn vào tháng 12 năm 2019, nhưng họ vẫn là bạn bè và cùng nuôi dạy con trai. Quốc hội